nó ngắn vậy nè, nó dẹp ha. Nó không có giống như thịt bò, cái màu màu của nó giống như thịt bò, là thịt đỏ ha, nhưng mà cái thịt của nó là cái rất là mềm, và cái thứ hai là cái sớ nó mịn hơn, nên mà còn cái bắp của nó là nó chỉ ngắn vậy thôi, nó không có giống như cái thịt bò, mình bò bắp nó dài mà nó nhỏ, nhưng bắp bò hoa đó là cái nó ống này nó chạy dài, còn mấy cái bắp đùi thì nó nguyên tảng lớn. Thì bây giờ ở ngoài thầy bò bít tết 25k đó bao no đó, lấy thịt là điểu bỏ với gia vị bò vô là da là bò né đó ba ngon lắm. Đó làm mấy cái thịt heo nó tẩm cái phẩm chất vô, nó tẩm cái phẩm chất vô nó thành ra thịt bò đó, nó đỏ lên nó giống như thịt bò đó, nó làm cái bán cho các bạn rẻ. Trời lắm, các bạn đừng có nghĩ là nó sẽ là thịt bò đâu, có đâu. Rồi ở đây các bạn sẽ mua cái thịt này thì ở các siêu thị đó các bạn, nó sẽ làm sẵn, tức là nó đóng cái gói sẵn rồi sáng, giống như là sáng có cái gói bò bì sẵn đó các bạn, mà nên mình lựa cũng khó lắm. Ví dụ như mình lựa là chỉ lựa cái gói nào mình vừa ý mình lấy thôi, chứ còn không có chọn được từ miếng. Đây là còn cái thịt của nó nè các bạn, những cái phần mà ức của nó đó lấy ra đó thì nó chỉ cũng là miếng như vậy thôi, chứ nó không có tảng giống như thịt bò. Còn cái thịt bò mà người ta giả thịt là điểu đó các bạn, người ta cắt ra cỡ nào các bạn nhìn thấy nó, nếu mà làm quen thường á các bạn sẽ biết liền là thịt bò. Nó cái thịt là đẻo nó vậy thôi. Cái này ha, cái xem bỏ cái cân ha bạn. Bò bi mà ăn châu không bi? Nhiêu ký? Hả? Nó mắc hơn thịt bò. Rồi 300 bạn. Khô châu. Nói gì anh biết là ô miên con mẹ hả? Thôi đi. Chắc một giờ mình mới là ăn quá. Nhiều hôm bà lé 25k. Chút kêu chị quán này.